Hello, hello, xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với Spy Room. Và đây là bài viết Yêu là chết ở trong lòng một ít, 4 thuyết tâm lý về tình yêu của tác giả Something I Wanna Share, đăng trên spyroom.com. Còn mình là Nguyễn Lê Minh Thi. Bây giờ chúng ta hãy bắt đầu bài viết này luôn nha. Chúng ta thường đặt ra câu hỏi, tại sao người ta lại cần đến tình yêu? Tại sao một số người có mối tình lâu dài, nhưng số còn lại thì chỉ là thoáng qua? Các nhà tâm lý và nhà nghiên cứu cho rằng có nhiều học thuyết về tình yêu nhằm lý giải cách mà tình yêu hình thành và tồn tại. Yêu là một dạng cảm xúc cơ bản của con người, nhưng hiểu được yêu như thế nào hay tại sao lại yêu thì thực sự không phải là chuyện đơn giản. Nhiều người cho rằng tình yêu là một thứ căn bản, bí ẩn và thiêng liêng mà không thể dùng khoa học để lý giải nó. Dưới đây là 4 thuyết cơ bản dùng để giải thích yêu và các loại cảm xúc khác. Thuyết thứ nhất, thích và yêu. Nhà tâm lý học Zig Rubin cho rằng một tình yêu lãng mạn được tạo nên từ 3 yếu tố sau, đó là sự gắn bó, quan tâm và thân mật. Rubin tin rằng chúng ta sẽ trải qua cảm giác ngưỡng mộ, trân trọng đối với người nào đó. Lúc này, ta thích dành thời gian ở bên họ, nhưng nó có thể chưa đủ để được xem là yêu mà chỉ dừng lại ở thích mà thôi. Mặt khác, tình yêu thì sâu đậm hơn, mãnh liệt hơn và bao gồm sự ham muốn tiếp xúc và thân mật về thể xác. Nếu ta thích một người thì đơn giản chỉ muốn vui vẻ ở bên người đó, trong khi mức độ yêu ta quan tâm đến nhu cầu của đối phương cũng như của chính mình. Sự gắn bó là nhu cầu mong muốn được quan tâm, chấp nhận và tiếp xúc thể xác với người nào đó. Quan tâm bao gồm cả việc tôn trọng nhu cầu và hạnh phúc của đối phương như của chính mình, còn thân mật là chia sẻ những suy nghĩ, mong muốn và cảm xúc với người còn lại. Thuyết thứ hai, tình yêu đồng cảm và tình yêu nồng nhiệt. Theo như nhà tâm lý học Ellen Hatfield và đồng nghiệp của bà thì có 2 dạng cơ bản của tình yêu. Thứ nhất, tình yêu đồng cảm và thứ hai, tình yêu nồng nhiệt. Tình yêu đồng cảm dùng để thể hiện bằng sự tôn trọng, gắn bó, yêu mến và tin tưởng lẫn nhau. Loại tình yêu này thường phát triển nhờ vào sự thấu hiểu, chia sẻ và tôn trọng của ta dành cho nửa còn lại. Tình yêu nồng nhiệt được biểu lộ bằng cảm xúc mãnh liệt, thu hút thể xác, khát khao và sự yêu mến. Khi những cảm xúc được hồi đáp, con người ta sẽ cảm thấy phấn khởi và thỏa mãn. Ngược lại, sẽ khiến cho họ thấy tuyệt vọng và chán nản. Hatfield cho rằng, tình yêu nồng nhiệt là loại tình cảm nhất thời, thường chỉ kéo dài từ 6 đến 30 tháng. Hatfield cũng cho rằng cái đích cuối cùng của tình yêu nồng nhiệt là tình yêu đồng cảm, một loại tình yêu bền vững hơn. Mặc dù ai cũng mong muốn rằng mình sẽ có một mối quan hệ có cả an toàn và ổn định của tình yêu đồng cảm và nồng nhiệt, Hatfield cho rằng nó rất hiếm. Thuyết thứ ba, bánh xe màu sắc của tình yêu. Trong cuốn sách Màu của tình yêu được nhà tâm lý John Lee xuất bản năm 1973, ông so sánh các loại tình yêu với bánh xe màu sắc. Giống như 3 màu sắc cơ bản, Lee cho rằng chúng ta cũng có 3 loại tình yêu cơ bản. Loại thứ nhất, Eros. Eros xuất phát từ tiếng Hy Lạp có nghĩa là nồng nhiệt và ái tình. Loại tình yêu này bao gồm cả sự khát khao về mặt cảm xúc và thể xác. Ludos, đây cũng là từ xuất phát từ Hy Lạp, có nghĩa là trò chơi. Đây là loại tình yêu được xem như để vui đùa và không quá nghiêm túc. Những người thuộc loại này không sẵn sàng sẽ gắn kết lâu dài mà chỉ muốn tìm đến sự thân mật về thể xác. Và loại tình yêu thứ ba, Storge, dạng này có nghĩa là tình yêu thuần khiết. Đây là loại thường thấy trong gia đình, giữa ba mẹ và con cái, anh chị em và những người trong dòng họ. Loại tình yêu này sẽ được xây dựng dựa trên tình bạn, giữa những người chia sẻ cho nhau về sở thích. Sự cam kết bên nhau được phát triển dần dần dựa vào sự yêu mến của mình đối với đối phương. Những màu tiếp theo, Lee cho rằng đó chỉ là những màu đơn giản có thể được hình thành để tạo ra những màu bổ sung. 3 loại tình yêu kể trên là được tổng hợp từ 6 kiểu tình yêu khác nhau. Ví dụ, Eros và Ludos kết hợp với nhau sẽ tạo ra tình yêu vừa điên dại vừa chiếm hữu. Chúng ta hãy cùng nhau điểm qua 6 loại tình yêu của Lee nha. 3 loại chính đó là Eros, Ludos và Storge. Eros là yêu một người hoàn hảo, Ludos là yêu kiểu đùa giỡn và Storge yêu dựa trên tình bạn. 3 loại bổ sung đó là Mania, Pragma và Agape. Mania, tình yêu chiếm hữu, là sự kết hợp giữa Eros và Ludos. Pragma, tình yêu thực tế và lý trí, là sự kết hợp của Ludos và Storge. Và Agape, tình yêu ích kỷ, sự kết hợp giữa Eros và Storge.
Thứ tư, thuyết tam giác tình yêu. Nhà tâm lý Robert Stanford cho rằng thuyết tam giác đưa ra ba thành phần để tạo nên tình yêu: sự thân mật, say mê và sự cam kết lâu dài. Sự kết hợp khác biệt của ba thành phần này đã tạo nên các tình yêu khác nhau. Ví dụ, sự thân mật kết hợp với cam kết sẽ tạo nên tình yêu đồng thuận, trong khi đó say mê và thân mật lại tạo ra tình yêu lãng mạn. Theo như Stanford, mỗi quan hệ hình thành từ hai hay nhiều yếu tố thì sẽ tạo nên một tình yêu bền lâu. Stanford dùng từ tình yêu tuyệt vời trọn vẹn để mô tả sự kết hợp giữa sự thân mật, say mê và cam kết. Mặc dù đây là loại tình yêu bền và mãnh liệt nhất, Stanford cũng cho rằng nó rất hiếm. Và đó là bốn thuyết tâm lý về tình yêu được chia sẻ bởi tác giả Something I Wanna Share. Hy vọng là các bạn thích video lần này. Đừng quên like, share và subscribe ủng hộ chúng mình. Và nếu như các bạn thích những bài viết như trên, hãy đăng nhập vào spyroom.com để tìm đọc thêm nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Mình là Nguyễn Lê Minh Thi.